nữa. Hôm nay hai anh em mình với anh Bảy đi bắt chuột nha bạn, bắt chuột ruộng nè bạn. Đây nè, anh Bảy đang tìm cái hang này bạn. Đó, nãy có cái đụng đó bạn, giờ đi tìm cái đường đi với nó với cái ngách đó kìa bạn. Mình quay cho bạn xem nè. Đây nè bạn, cái hang chuột nè bạn, nè cái đụng đó nè, nó đẩy cái đụng đó nè bạn, cái hang nè, nó ở đây nè, mình đang cái nè bạn. Bây giờ mình sẽ đặt cái chỗ cái ngách đó nha bạn, mình sẽ đào tới luôn nha bạn. Có, mình quay cho bạn xem. Đó nè anh Bảy, anh Bảy đang đào nè bạn. Đó, ok nha bạn. Đây nè các bạn, nó cái ngách nó đậm đây nè bạn. Giờ mình đặt cái sợi dây đây nha các bạn. Đó, mình đào cái miệng nó đào tới nha các bạn. Nè, anh Bảy đang đào nè các bạn. Đó, tí nữa có chuột mình quay cho bạn xem nha các bạn. Đây nè các bạn, mới đào có một chút xíu len len mà thấy đuôi rắn rồi các bạn ơi. Giờ mình bắt con rắn này nha các bạn, bắt con rắn này đi chứ giờ có con rắn là con chuột nó đi mất tiêu rồi các bạn. Ok, giờ cho anh Tước đào bắt con rắn này nha các bạn. Đó, nè các bạn, quá đào rồi. Anh Bảy bữa nay mệt không anh Bảy? Gì mới chút xíu mệt rồi. Đào chuột này mệt đó các bạn ơi, nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho anh em mình nha các bạn. Đó, ra đây rồi, ra rồi, giọng đi, tới luôn đi, tới luôn đi, tới luôn đi. Ô nè bạn, gắn nè bạn, gắn này gắn mối các bạn ơi, chết rồi, gắn mối. Chạy đi, vào giọng cho nó chạy vô luôn đi, thôi cho nó ra luôn đi, thân nghiệp nó. Nè bạn, gắn mối nè bạn, nó chạy ra bạn ơi. Giờ mình sẽ đào hang bên kia nha bạn. Nãy giờ mình đi tìm vòng vòng nè các bạn. Đó, giờ anh Bảy anh mới tìm được cái hang nè các bạn. Cái hang bích đùng luôn nè các bạn, thấy không bạn? Nó bích đùng, ta gọi bích đùng là tại vì nó bươi các bạn. Nó đẻ ở trong á. Nó sợ nước ngập hay là mấy con này con kia vô ăn con nó hay gì á, rồi bắt đầu cái nó mới lấp cái hang lại các bạn. Đó, giờ mình đã bắt cục mình đào hang này các bạn. Mình đi kiếm ngách rồi mình chặn nó mình đào nha các bạn. Có ngách ở đây nè các bạn, thấy không? Giờ mình sẽ đặt cái sợi dây đây nha các bạn. Thế nào nó cũng sẽ chạy ra đường này các bạn. Nó khôn lắm. Nó thấy không bạn, đây nè, mình chặn ngách nó rồi nè bạn. Nó mình che lại nè, giờ mình sẽ đi kiếm tiếp nha bạn. Cái ngách nào im đó là mình sẽ chặn ngách đó nha bạn. Đây con hang đó nè bạn, chó đang bư nè bạn, thấy không bạn, nó thọt cái đầu vô luôn nè. Đó, nãy giờ hô hầm nó bỏ nó nhà và nó bư dữ lắm nha bạn. Bây giờ để cho nó bư ra đi, mình đi nhém ngách tiếp nó nha bạn, rồi xong rồi mình quay lại mình bắt cái hang này nha bạn. Đó, nó đi tìm nó bạn. Đây nha bạn. Nó lại nó bư hoài bạn, mình nhém đất rồi nó bư hoài à bạn. Giờ quyết định mình sẽ đào hang này luôn nha các bạn. Bắt hang này trước đi rồi quay lại bắt hang kia các bạn. Đó. Giờ anh Bảy xuống kiếm hang nha các bạn. Đây nè, đó. Nó bư tới mặt mày đen thui luôn ha. Rồi ok. Đây nè các bạn, thấy không bạn? Cái hang chó bự trên nè các bạn. Đây nè, nó bự trên này nè các bạn. Nó hang chó bự nè. Cái ngách bích đùng nè các bạn. Mình lại mình tìm là đó, ngách bích đùng nè. Ê, bươi xuống quại chạy. Ôi dồi, ôi. Quá bươi các bạn, thế nào giờ mình sẽ khoét. Nó bươi quá các bạn ơi. Chạy luôn hết vậy. Đây nè đó, thấy không bạn đó, giờ ngách này các bạn, mình sẽ bươi mình đặt sợi dây đây nha các bạn. Dây đặt xong rồi nha các bạn. Đừng đào xuống quá nha anh Tước, đào quá nó chạy khỏi sợi dây à. Đó, anh Tước đang đào nè. Thấy không bạn? Có hàng không anh Tước? Đó cái hàng các bạn. Yeah.
chó bự là có à bạn ơi. Đây này, tí nữa có chuột chạy ra anh bắt con quay cho bạn xem nha. Ngăn đang đào nữa các bạn. Chuột con không hả? Ồ tới gọi nè các bạn, chuột con không các bạn? Bữa rồi. Nè các bạn, nè các bạn. Chuột lứa nhóc rồi nè các bạn. Ồ chạy ra kìa. Nè nó quá trời luôn bạn ơi. Kìa, hổ các bạn. Thấy chuột mẹ không? Thấy chuột mẹ nó bươi chạy ra bạn ơi. Thì chuột con nó chưa mở mắt. Chuột mẹ chạy hả? Chưa chạy. Nè các bạn, quá trời luôn nè các bạn. Chắc chuột mẹ chạy rồi. Đây nè bạn, chuột con nè bạn. Quá trời luôn nè bạn, nè thấy không? Đó. Giờ mình đào mình tìm bắt chuột mẹ nha các bạn. Đó, anh Đức đang đào nè bạn. Coi bên mặt. Mưa quá trời luôn mà anh Bảy anh cũng đang đào chuột các bạn, bắt lại cái hang ngải các bạn. Đó. Mưa trắng rồi nè bạn, thấy không bạn? Quá trời mưa bạn, mưa lớn luôn nè bạn, thấy không? Anh Bảy nè bạn. À, trong lúc trời mưa đợi mình kể cho bạn nghe câu chuyện nha các bạn. Đây nè, chuyện con về con chuột luôn nha các bạn. Con chuột với mèo các bạn, mèo với con chó đó là câu chuyện nó bắt đầu là ngày sửa ngày xưa các bạn, xưa với lắm xưa nha đó, xưa lắm xưa rồi mà con chuột á, ông Ngọc Hoàng các bạn, ổng có viên ngọc quý lắm, quý dữ lắm. Sao làm gì mà nhau vậy? Nó là viên ngọc quý dữ lắm. Rồi một hôm nọ đó là con chuột á, con chuột bắt đầu là nó mới vô là ăn cắp viên ngọc của ông Ngọc Hoàng. Lạnh quá kể không nổi, ăn cắp viên ngọc của Ngọc Hoàng đó. Nhưng mà ông Ngọc Hoàng á là biết con chuột nó lấy, rồi ông Ngọc Hoàng mới sai con chó đi bắt, đi lại tìm sai con mèo các bạn, ông Ngọc Hoàng sai con mèo đi bắt chuột đó, đi bắt con chuột này nè đó, đi bắt con chuột. Đó là bắt đầu sai con mèo đi bắt chuột, nhưng mà cái hang chuột đó là theo như điều tra các bạn, là cái hang chuột đó là phải qua con sông. Nó qua con sông mà con mèo á thì nó không có biết bơi. Đó rồi nên nó mới ra tìm, nó mới kêu là cho nó thêm con chó đi theo. Con chó cũng biết bắt chuột. Nó là giúp đỡ nó bắt con chuột đó để lấy viên ngọc đem về các bạn. Đó rồi bắt đầu Ngọc Hoàng mới ok liền các bạn. Ông Ngọc Hoàng ok cho hai con đi bắt. Rồi sao trên đường đi á ha. Trên đường đi á là con chó nó suy nghĩ nó thế nào á, lại lúc mà bắt được con chuột á là nó sẽ giành viên ngọc các bạn. Nó giành, nó lấy viên ngọc là nó sẽ bắt đi về tới con sông á là nó sẽ chắn nước con mèo để nó lấy viên ngọc, nó dễ lập công. Đó tại con chó nó ma mảnh lắm các bạn. Rồi tới con mèo thì nó suy nghĩ. Nó suy nghĩ nó nói là thế nào á là tới đó là con chó nó cũng sẽ chắn nước mình để lấy viên ngọc, nó biết trước rồi bạn. Tại con mèo nó biết con chó nó gian xảo các bạn. Hai con đi suy nghĩ vậy đó. Trên đường đi thì đúng rồi, đâu cũng đi bình thường các bạn, tới con sông lớn các bạn. Đó, tới con sông lớn cái bắt đầu cái con chó nó cõng con mèo bơi qua sông bắt đầu tới cái hang. Nó đi tới cái hang chuột, cái ông bắt đầu nó mới bắt các bạn. Nó bắt chuột, con chó thì nó nhào vô các bạn. Nó đổ tay đây mà các bạn, nó bươi nhào vô, nó bươi ầm 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 như bạn, nó bươi nghe. Nhưng mà con chuột thì nó khôn lắm bạn, nó đào ngách hang rồi tùm lum hết trơn á, con chó nó cứ cắm đầu vô nó bươi không à. Còn con mèo á thì nó khôn,
con mèo nó đâu có bư đó bạn, nó ngồi nó gình các bạn, nó đứng đằng sau nó gình. Nó đứng đằng sau nó gình đó bạn. Nó đứng đằng sau nó gình chuột, gình cái hang ngách. Cái con chuột bắt đầu nó chạy ra cái đường ngách. Chạy ra đường ngách cái mèo bắt dính, lấy được viên ngọc. Đó, con mèo lấy được viên ngọc nha bạn. Rồi xong bắt đầu cái lấy được chưa nữa mà chết mẹ rồi. Cho nó lấy được viên ngọc, cái hai con cho đi về. Đi về cái là con mèo nó biết trước các bạn. Nó biết thế nào là con chó này nó cũng sẽ trắng nước đó để dành lập công các bạn, tại vì nó công sức nó đào mệt các bạn. Nó mà nó lại nó không bắt được chuột. Nó bắt đầu đi. Bắt đầu đi về tới xong ai ngờ đâu là con mèo nó biết. Nó biết bắt đầu viên ngọc nó nuốt vào bụng nó các bạn. Nó nuốt vào bụng nó luôn. Xong rồi cái là nó đi trắng nước. Trắng nước mà nó không tìm được viên ngọc các bạn. Con chó tại vì con mèo nó trắng nước nó rớt xong nó trôi đi các bạn. Nó chết đuối á. Nó trôi đi. Cái con chó đó không phải được viên ngọc, nó về cái đổi thường mèo. Nó đổi thường mèo là nó đào chuột nó bắt. Nó bắt được chuột và lấy được viên ngọc. Nó đưa cho con mèo giữ. Đưa cho con mèo giữ mà con mèo nó bỏ trốn các bạn. Nó đổi thừa liền các bạn. Nó thừa là con mèo đó là bỏ trốn cùng viên ngọc luôn bạn. Nó ăn cắp viên ngọc đó là cao bay xa chạy luôn rồi. Đó, bắt đầu chi nã mèo đi các bạn. Ông Ngọc Hoàng ra lĩnh chi nã mèo. Nhưng mà thật sự các bạn là con mèo nó chưa chết các bạn. Lúc mà gớt cái xong á được cái ông lấy đò vớt lên các bạn. Vớt lên. Cái xong bắt đầu nó mới tìm về, tìm được mèo. Con mèo bắt đầu bị cứu được bạn, nó sống lại á. Nó mới về Ngọc Hoàng nó báo lại chuyện sự việc gì vậy đó, con chó vậy đó các bạn. Cái đoạn Ngọc Hoàng phạt nó các bạn. Ông Ngọc Hoàng bắt đầu phạt nó. Phạt nó là tối là chỉ ăn cơm dưới đất là ngủ dưới đất luôn bạn, tối cái gì cũng dưới đất hết trơn các bạn. Rồi con mèo thì được tự do các bạn, được bay nhảy đi chỗ này chỗ kia. Chỗ nào nó không đi được trơn bạn, bởi vì con mèo giờ là lên bàn thờ nó cũng lên được nữa mà các bạn. Nó nhảy tùm lum thoải mái cho nó ăn cơm, nó ăn uống gì tự ăn dụng luôn các bạn. Rồi con chó thì chỉ biết là tối ngày dưới đất thôi bạn. Đó. Giờ tới hàng này các bạn. Chuột mẹ chuột con. Chuột mẹ chuột con không nè. Đó. Nó thấy không? Thấy chuột mẹ không? Nè các bạn, thấy không? Ừ, thấy chuột mẹ không? Nó. Chuột mẹ chuột con bóng lửa luôn nè các bạn. Ê, đâu có được. Lăn lên nha. Ê, chạy à. Gích. Từ từ. Nó đu lên đó. Để em, đừng nắm quá nó cắn. Mày bắt từ từ lên á. Các bạn nó bắt gần lên rồi nè, nó. Cái chú này bắt chuột yếu quá. Vậy mà còn cắn con nó là trời. Cắn con theo nữa kìa. Không bỏ luôn nè bạn, theo bạn. Ý. Chết luôn hay gì vậy? Tức chết luôn rồi. Nè bạn, đừng phẹt nó nghe bạn. Đó, giờ mình sẽ đi bắt tiếp nha bạn. Đó, hai con rồi. Một hồi đi kiếm thì cũng kiếm gặp được cái hang này các bạn. Đây nè, cái đường mòn của nó cắn cái lỗ của người ta chặn đựng cho đi vô nè, đựng cho chuột nó đi qua mà nó cắn cái đũng lỗ của người ta rồi nó làm hang này nè. Đây nè. Cái đường hang nè. Rồi nhân đang nó đang đi kiếm cái lỗ ngách đặng đào cái hang này các bạn. Đây nè các bạn. Tới nữa nè các bạn. Đây nè. Cái đuôi nó thục của nè bảy. Các bạn, anh bảy đang bắt nè bạn. Chuột này cũng to nghe bạn. Đó, ok. Đâu rồi. Đâu anh bảy. Chia lại gì? Chặn nè. Nè. Lâm gần cháy luôn nè. Đó, gọi bắt ra đi. Nè các bạn. Vàng ẻo luôn các bạn ơi. Đây nè. Các bạn. Đây phải con này các bạn, nãy nó thục con trên chắc không phải con này đâu bạn ơi.
Đây nè. Tới cái hang ngách là nãy thục hang ngách nè. Thấy không bạn? Gửi cái này. Tiếp tục nghe các bạn. Đây nè. Cái con kia nãy là nó chết rồi bạn, mình treo đằng kia. Nè, rồi con này là con sống nãy các bạn. Nè. Nó giờ mình bỏ vô đi tiếp nha các bạn. Má trời. Đây nè các bạn. Đào nãy giờ mà mưa quá trời luôn nè bạn, sao nè các bạn. Trời mưa quá trời luôn nè. Chắc đi vô luôn rồi bạn ơi. Vậy thôi nha các bạn, chào các bạn nha các bạn.